Xin chào các bạn. Chủ đề hôm nay của chúng ta là kỹ năng lãnh đạo. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những khía cạnh liên quan đến lãnh đạo. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về phần hỏi đáp. Những khía cạnh liên quan mà bạn mong muốn tìm hiểu. Kỹ năng lãnh đạo luôn là một chủ đề rất thú vị. Điểm đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh và làm rõ ràng rằng có một sự nhầm lẫn rất lớn của mọi người ngoài kia. Lãnh đạo được tạo ra bởi hành động và sự thể hiện. Không có chuyện lãnh đạo bẩm sinh trên thế giới, hoặc nếu có thì chỉ là rất ít. Tôi còn nhớ khi tôi đến trường học, lúc tôi còn nhỏ, luôn luôn có một phần bầu chọn cho một người làm lớp trưởng hoặc là các hoạt động khác. Hầu hết bọn trẻ đều chối bỏ vị trí mà người khác bầu chúng vào. Hoặc có thể chúng phải nhận lấy nhưng không phải ở vị trí của một lãnh đạo thực sự. Không, lãnh đạo không phải bẩm sinh. Bạn làm việc theo một định hướng đúng để tự đặt mình vào vị trí lãnh đạo. Điều này là hết sức rõ ràng. Tôi nghĩ lại những ngày đầu tiên trong kinh doanh này. Tôi đã làm cho một công ty lớn. Có rất nhiều người làm việc dưới quyền của tôi như tôi đã từng chia sẻ. Tôi có tư tưởng làm công ăn lương. Tư tưởng làm công ăn lương là gì? Làm, nếu không thì tôi nghĩ rất nhiều người sẽ hiểu ý của tôi. Bạn có một dự án, bạn sẽ giao cho ai đó phải hoàn thành trước thứ sáu. Nếu không thì thế nào? Nếu không thì biến khỏi đây. Ai đó sẽ thay bạn, vị trí thăng tiến của bạn mà bạn đang mong đợi sẽ không bao giờ đến nữa. Bạn phải hoàn thành vào thứ sáu thôi. Đó là tư tưởng trong làm công ăn lương. Giờ đây, hệ tư tưởng kinh doanh là gì? Bạn cần phải làm những gì bạn cần làm. Bởi vì bạn muốn làm, không phải vì bạn phải làm. Bạn tham gia kinh doanh này vì bạn muốn có nhiều hơn. Bạn muốn có thêm thu nhập, hoặc bạn muốn có một nguồn thu nhập lớn, hoặc bất kỳ mục tiêu nào bạn có thể có. Nhưng khi tôi tham gia vào kinh doanh này, bạn biết đấy, nghề nghiệp của tôi lúc ấy đang cho phép tôi bắt buộc mọi người phải làm. Và khi tôi tham gia vào kinh doanh này, tôi phải làm việc với mọi người, với rất nhiều tình huống tôi chưa từng biết. Tôi rất là ngại ngùng, không biết các bạn có thể tin nổi không? Tôi bắt đầu các buổi chia sẻ trực tiếp trong những ngày đầu với những người khác. Tôi phải để họ khởi động các buổi chia sẻ làm sao cho đám đông hào hứng hơn, làm cho mọi người vào đúng vị trí cần có đã, rồi tôi sẽ lên và thuyết trình. Tôi đi vào rất là trực tiếp và chia sẻ mà chẳng quan tâm đến cảm xúc từng bước 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và tôi bắt đầu như vậy. Tôi đã như thế. Tôi không phải tuyếp người có thể bắt đầu những buổi nói chuyện giống như mọi người có thể làm ngày nay rất vui vẻ. Nhưng bạn phát triển, bạn thay đổi. Chúng ta sẽ nói về những cái tiến trình này phía sau. Nhưng tôi muốn kể thêm một câu chuyện trước đó đã. Nhiều năm trước, có một cặp đôi tham gia vào kinh doanh. John Henry cùng với vợ của anh ấy là Pam. Cô ấy là kiểu người e thẹn nhất mà tôi đã từng thấy ở trong đời. Trong buổi chia sẻ trực tiếp, tôi yêu cầu mọi người hãy giới thiệu một chút về bản thân. John đã làm rất tốt. Anh ấy bảo vợ Pam đứng lên, nhưng cô ấy không chịu đứng lên. Và sau buổi chia sẻ, tôi hỏi cô ấy, ồ, có chuyện gì vậy? Tại sao cô không đứng lên và giới thiệu cùng chồng mình? Cô ấy nói, Pete, tôi không thể. Tôi rất là lo ngại, tôi sợ. Và tôi nói, ok, đây là điều bình thường. Trong buổi tiếp theo tôi muốn bạn vỗ tay được không? Thật to. Bạn có thể vỗ tay lớn được không? Cô ấy nói, tôi có thể làm được, biết. Thế thì được rồi. Khi người diễn giả được giới thiệu, tôi muốn cô là người vỗ tay lớn nhất ở trong phòng. Và trong buổi hội thảo tiếp theo, cô cần phân biệt được tiếng vỗ tay của mình. Và sau buổi hội thảo đó, chúng tôi đã đến chúc mừng cô ấy. Bạn biết không? Chúng tôi tất cả đều nghe tiếng vỗ tay của cô ấy. Và rất nhiều người đã biết điều gì đã xảy ra và họ đến để bày tỏ điều đó, rằng điều đó tuyệt vời như thế nào. Và sau buổi hội thảo đó, cô ấy đã đứng lên. Không lâu sau, cô ấy đã bước lên trên sân khấu và bắt đầu chia sẻ cho nhóm của cô ấy. Các bạn thấy đấy, mọi người có thể phát triển, có thể cải thiện. Họ phát triển, họ thay đổi. Họ muốn điều đó, muốn làm điều đó. Không phải là phải làm với tư tưởng làm công ăn lương, tư tưởng của kinh doanh. Vì thế điểm quan trọng đầu tiên, lãnh đạo không phải là bẩm sinh, lãnh đạo được tạo ra do sự phát triển của chính họ. Tiếp theo, tôi lại nhắc đến một thống kê rất quan trọng ở trong kinh doanh. Những nghiên cứu về thành công đã chỉ ra rằng 86% thành công trên thế giới, họ thành công không phải vì có tư tưởng thiên tài. Để phát minh ra bóng đèn như Thomas Edison hay là tìm ra thuyết tương đối của Einstein. Phần này là phần mà tôi làm luận án, nhân tiện chia sẻ với các bạn. Không, họ không phải thiên tài, không phải bởi vì có tài năng đặc biệt. Không, hát hay, múa dẻo, sút bóng tốt và được trả hàng triệu đô. Không phải họ thành công do sinh ra trong những gia đình giàu có. Không phải do may mắn trúng xổ số.
86% những người thành công là bởi được làm việc với những người thành công khác và học hỏi từ họ. Đó là một khái niệm gọi là modeling mô hình. Tôi sử dụng nó. Khi tôi bắt đầu, tôi xem cách mọi người làm những thứ mà tôi muốn làm và tôi học từ họ. Tôi sẽ nói rõ hơn về điều này, nhưng đó là modeling. Modeling sau khi thành công. Bạn thấy là thật không may, rất nhiều người trong cuộc sống lại modeling sự thất bại, sự tầm thường. Ở chúng ta có luôn có những nhóm bạn bè mà chúng ta hay ngồi tám với họ, những người khá giống nhau về tình hình tài chính của cuộc đời, và họ bàn tán với nhau một ngày nào đó sẽ làm gì đó. Bạn biết không, chúng ta có thể bị modeling những tư tưởng của họ. Không, bạn nên quan hệ với những người mà họ đã làm được và họ sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để làm được những điều như vậy. Đó là cách lãnh đạo được tạo ra, chứ không phải loanh quanh với những người giống như tôi nói trước đó. Một số người không thích nghe điều này. Ồ, đó là bạn của tôi, đó là gia đình tôi. Tôi không có ý nói bạn phải bỏ họ. Chỉ là hãy làm việc với những người khác nữa. Tôi còn nhớ khi mà tôi học ở trung học và sau đó chúng tôi tốt nghiệp. Một số thì tiếp tục vào đại học, một số khác thì không. Ôi, chúng tôi đã từng là một hội không gì có thể tách rời. Chúng tôi đã luôn luôn cùng nhau, ý tôi nói là tri kỷ, đã từng lang thang cùng nhau, chơi bóng cùng nhau. Vâng, có rất nhiều niềm vui đã trải qua cùng nhau. Và chúng tôi tưởng chừng không thể tách rời cho đến khi mà tôi vào đại học. Một người bạn của tôi trở thành thợ sơn, người khác trở thành người đưa thư, một người trở thành thợ cắt tóc, mở tiệm cắt tóc. Điều gì đã xảy ra? Khi tôi vào đại học, tôi bắt đầu gặp những người bạn mới, họ có tham vọng lớn hơn, đó là những người muốn tiến xa hơn, họ muốn học hỏi nhiều hơn. Và chúng tôi bắt đầu quên dần những người bạn cũ. Không phải tất cả, nhưng khá nhiều, bởi vì họ đã ở một thế giới khác. Và khi tôi tốt nghiệp khỏi đại học, điều đó lại diễn ra. Tôi có công việc tại một công ty lớn và họ làm việc với tôi để tôi có thể cải thiện và phù hợp với định hướng cho công ty. Họ gửi tôi tới những chương trình đào tạo đặc biệt và tôi lại bắt đầu làm việc với những nhóm khác, những người muốn tiến lên vị trí cao hơn ở trong tập đoàn. Chúng tôi cùng làm việc với nhau và phát triển lên mức mới. Và đến khi tôi gặp kinh doanh này, tôi lại thay đổi một lần nữa. Tôi không còn nhiều bạn thân nữa, tất nhiên là ở độ tuổi của tôi rồi. Rõ ràng không còn nhiều bạn bè từ thời trường học, từ đại học, từ công việc cũ. Nhưng tôi có nhiều người bạn mới. Ở những nơi tôi tới, họ sẵn sàng dạy tôi khi tôi bắt đầu. Làm sao để làm được? Đó là cách lãnh đạo được sinh ra. Không phải bởi cứ loanh quanh mãi với vài người hết cả thời gian. Bằng việc di chuyển đến những vòng tròn quan hệ mới, 86% người thành công trên thế giới đã tạo ra theo cách như vậy. Không có bí mật lớn nào cả cho sự thành công. Chúng ta có câu hỏi về những người không tham dự các buổi hội thảo hay bỏ qua các buổi đào tạo. Bạn không cần phải lo ngại bạn ạ, họ sẽ chẳng bao giờ phát triển. Bạn cần phải học tập từ những người đã phát triển và sẵn sàng chia sẻ. Trừ khi bạn có những tài năng đặc biệt, hát hay, nhảy giỏi trên sân khấu, chơi bóng trên sân, hay bạn có những cái tài năng kiểu như vậy, bạn là thiên tài và được trả xứng đáng cho những gì bạn làm. Không, tôi không biết, nhưng rất ít người được như vậy các bạn ạ. Phần còn lại trở thành lãnh đạo bởi vì họ được làm việc cùng với lãnh đạo khác. Mọi người phát triển đến một mức nào đó. Một câu hỏi mà tôi luôn luôn trả lời, điều đầu tiên cần phải làm khi tham gia vào kinh doanh này đó là tham dự hội thảo. Giờ tôi sẽ đưa cho bạn các lý do cụ thể tại sao như vậy. Giờ tôi sẽ đưa cho bạn các lý do cụ thể và sâu sắc hơn. Tôi có một cái hình ảnh để chia sẻ với các bạn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài hình ảnh. Cảm ơn bạn của tôi, Vishyut từ Ấn Độ. Anh ấy đã đưa hình ảnh này lên online và tôi thấy rất là đồng ý. Điều ấy khẳng định trở thành lãnh đạo không phải là từ tài năng thiên bẩm. Đây là những điều khởi tạo nên lãnh đạo. Nếu có hội họp, hãy đến đúng giờ. Có những người cứ luôn đến muộn một chút. Vì thế họ không bao giờ tiến lên trong cuộc đời. Họ không kiểm soát được thời gian của mình. Hãy bắt đầu từ việc đúng giờ. Đạo đức nghề nghiệp. Bạn phải muốn làm. Không phải là làm một ngày rồi nghỉ hai ngày rồi sau đó lại bắt đầu lại. Có một thành ngữ sử dụng ở nước Mỹ trước đây, mang cái cán về trước và xem điều gì xảy ra, rồi quan sát vài ngày rồi lại lấy cái gậy, cái cán ra để nghiêu. Không, bạn cần đạo đức nghề nghiệp, sự kiên định, nỗ lực thực sự. Bạn không thể ngồi lại rồi bật TV lên. Hãy có năng lượng, hãy sử dụng Nutrilite, các sản phẩm cung cấp năng lượng như SS Energy. Đúng rồi, thay đổi lối sống nếu cần phải như vậy. Rất nhiều người trong cuộc sống có phong cách sống rất chậm rãi. Họ cảm thấy mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi lúc 8 giờ tối. Nên thay đổi. Bạn cần có thêm các hoạt động thể chất,
sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Bạn thấy rất nhiều người trì trệ, tôi gặp ở mọi nơi, à, cuộc sống tệ thật, mà ngày càng tệ hại hơn, à, không, chúng ta hướng dẫn mọi người có một tâm thái tốt hơn cho cuộc sống, nhìn về tương lai một cách tích cực. Hãy tắt bỏ cái TV đi bạn, bởi những thông tin tiêu cực từ đó chẳng hướng ta đến đâu cả. Hãy có sự chuẩn bị, hãy học tập, hãy chuẩn bị kế hoạch cho những gì bạn chuẩn bị làm, cho buổi đào tạo, cho buổi hội thảo tiếp theo, cho buổi gặp gỡ tiếp theo. Nó không khó, nhưng bạn cần chuẩn bị. Nó không đến một cách ngẫu nhiên. Tôi sẽ không thay đổi, tôi chỉ là người đúng với người của mình và tôi sẽ trở nên thành công. Không bạn ơi, bạn sẽ cần phải thay đổi. Bạn thay đổi bởi việc chuẩn bị thông qua học tập cách làm, học nhiều hơn, đi xa hơn, giúp đỡ mọi người, thể hiện sự quan tâm chân thành đến mọi người rằng bạn muốn giúp họ. Hãy có một thái độ tích cực. Mọi người không thích đi theo những người có thái độ tiêu cực. Ồ, cuộc sống rất khó khăn nên tôi sẽ thử kinh doanh này. Tôi không chắc chắn nó có hiệu quả với bạn hay không. Cũng có thể không, nhưng là tôi thì tôi vẫn sẽ thử. Trước hết bạn nên tham gia vào đã và bạn thử làm việc xem liệu có hiệu quả không. Hào hứng, hãy hào hứng với cuộc sống. Ước mơ của bạn là gì? Khao khát của bạn là gì? Bạn sẽ đưa gia đình đi khắp nơi trên thế giới chứ. Hãy cho họ nhìn thấy thế giới. Giáo dục con cái, hãy cho chúng cuộc sống tốt hơn. Khao khát của bạn là gì? Hãy thoát ra khỏi cái nhịp điệu thứ hai đi làm rồi về ngày qua ngày trong suốt cuộc đời của mình. Khao khát của bạn là gì? Hãy làm rõ nó. Vâng, hãy là người sẵn sàng học tập từ những người thành công. Hãy trở thành người có thể được dẫn dắt. Nó thật là kỳ diệu với tôi khi được vào trường học và học về lĩnh vực vật lý hạt nhân. Tôi đã kể câu chuyện này rất nhiều lần. Chúng tôi chỉ có 18 người còn lại trước khi tốt nghiệp. Điều gì xảy ra với 14 người khác? Họ đã không ý thức được. Họ nghe những lời khuyên họ học từ thầy. Không, nhưng họ không sẵn sàng tiếp thu những điều đó. Những gì chúng ta đang làm và nỗ lực, tất cả những khái niệm đó chúng ta đều có ở đây. Tất cả đều miễn phí. Bất kỳ ai cũng có thể làm những điều này. Chúng ta đã chia sẻ tất cả ở đây. Cảm ơn công nghệ ngày nay trên một trong những cái kênh thông tin rất thực tế và trung thực. Cảm ơn điều đó. Nó chỉ ra rằng bất kỳ ai cũng có thể làm được. Và khi thiếu việc thực hiện những điều đó, thì quay trở về công việc cũ và tiếp tục làm việc. Tôi tới đây, lại những ngày làm việc, thêm vài đô la. Không có gì khao khát cho cuộc sống, không tầm nhìn nào cho tương lai có thể đạt được. Tiêu cực hơn khi mỗi ngày trôi qua. Rồi những lo lắng, sợ hãi về chương trình hưu trí, làm sao tôi có thể sống, liệu tôi có thể có được cuộc sống tử tế. Vâng, các bạn ạ, đó là những gì bắt đầu. Đó là những gì bắt đầu để trở thành một lãnh đạo. Ta luôn luôn nói rằng, theo quan điểm của tôi, lãnh đạo có hai điểm cơ bản để phải chú tâm. Thứ nhất, lãnh đạo bằng ví dụ của chính mình. Thứ hai, bạn phải thực hiện trách nhiệm. Trách nhiệm trong việc bắt tay vào xây dựng kinh doanh ngay bây giờ. Hãy khiến cho công việc đi vào quỹ đạo. Hãy lắng nghe từ đội nhóm. Hãy lại theo sát cách thức của hệ thống. Nhưng thể hiện bạn là một ví dụ trong việc xây dựng nhóm của bạn. Bạn không thể là một kẻ độc tài hay một người quản lý trong công việc. Ở đó và nhắc nhở mọi người, anh phải ra ngoài và bảo trợ lấy 3 người. Không, bạn ra ngoài, bảo trợ 3 người và rồi bảo trợ 3 người mới tiếp. Bạn là hình mẫu. Mọi người rất chán nản với những người chỉ nói về những điều đó. Không, họ muốn một người làm mẫu cho họ. Bạn đi ra ngoài và thực hiện công việc như một hình mẫu, bạn trở thành lãnh đạo. Vâng, bạn lãnh đạo bằng ví dụ của mình, bạn nhận trách nhiệm và xông vào thực hiện ngay. Hãy nhờ tuyến trên của bạn cùng làm buổi hội thảo đầu tiên, bảo trợ lấy 3 người đầu tiên, kết nối khách hàng vào website, bạn nhận lấy trách nhiệm ấy và thể hiện như hình mẫu, người khác sẽ theo bạn. Hãy làm như điều tôi làm, đừng làm như điều tôi nói. Làm như tôi nói, tất cả sẽ lại quay trở về với tư tưởng làm công ăn lương. Chúng ta ai cũng cần có sếp như vậy, làm như tôi nói. Họ không thể tự làm nếu họ thử, nên họ phải yêu cầu người khác làm. Chả có gì hay ho cả. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ về tiến trình học tập. Rất quan trọng. Các bạn đã thấy hầu hết mọi người đã được đào tạo như thế nào chỉ để có một công việc và trở thành một người làm công tốt, làm theo định hướng của sếp. Đó là những gì họ dạy chúng ta trong nhà trường. Rất ít trường học đang dạy người ta cách trở thành một người lập nghiệp kinh doanh, một người làm chủ. Và vì thế, hầu hết mọi người đi ngang qua cuộc sống với những kiến thức theo cách khác, thay vì cách suy nghĩ để trở thành một người làm chủ kinh doanh, một người có thể tự kiểm soát cuộc sống. Vì thế, bạn đi qua tiến trình học tập mà chúng tôi đang có. Những điều chúng tôi đang dạy, bạn hoàn toàn có thể có, như ta nói lúc trước, các định dạng số, các buổi hội thảo về mọi khía cạnh trong kinh doanh này, các chương trình đào tạo từ sản phẩm cho tới kỹ năng lãnh đạo.
Vâng, hãy tham gia các chương trình đó. Bạn phải học nhiều hơn nếu bạn muốn có được nhiều hơn. Chúng ta gặp rất nhiều người theo thời gian, họ không muốn thay đổi. Họ nghĩ khi vận may đến thì họ sẽ có nhiều tiền. Đó là những người thông thường sẽ rơi rớt trong kinh doanh này. Hoặc chẳng bao giờ họ là người khởi động đầu tiên. Họ không sẵn sàng học tập những ý tưởng mới. Tiến trình học tập, bạn phải học từ những chuyên gia rồi bạn áp dụng chúng. Và không phải lúc nào nó cũng có hiệu quả ngay lần đầu bạn áp dụng. Vì thế bạn làm việc với người dẫn dắt bạn mà bạn có, với đội nhóm mà bạn có. Họ có những sự điều chỉnh và bạn điều chỉnh và bạn áp dụng lại. Rồi chúng sẽ bắt đầu có hiệu quả. Đó là tiến trình. Nó không thể nào 100% thành công khi bạn mới bắt đầu. Vì thế có những người tham gia vào kinh doanh, họ chia sẻ kinh doanh 3 lần, không ai tham gia. Thay vì có sự điều chỉnh như người lãnh đạo thì họ bỏ cuộc. Không thể như vậy, đó không phải là cách làm. Họ đã không chịu cải thiện, họ vẫn giữ cái tư tưởng làm công ăn lương. Nhanh chóng tìm cách dễ dàng. Có một câu nói cổ xưa, người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Người chiến thắng điều chỉnh, người chiến thắng không bỏ cuộc, họ điều chỉnh. Bản thân ta cũng phải điều chỉnh rất nhiều lần khi xây dựng kinh doanh này. Hãy tin ta, bạn học được những thứ mới, học từ các lãnh đạo, bạn tạo ra sự điều chỉnh từ những phương cách khác của cuộc sống và tư tưởng làm công. Vâng, đó là tiến trình học tập mà chúng ta phải đi qua. Bạn nên sẵn sàng. Nó sẽ chẳng bao giờ là ngẫu nhiên bạn trở nên giàu có những chuyến du lịch miễn phí tuyệt vời. Nó không quá khó khăn và nó là một hành trình rất thú vị. Một trong những điều tuyệt vời nhất khi bạn tiến lên những nấc thang thành công trong kinh doanh là cảm giác bạn có ở trong mình. Tôi đã làm được, tôi đã hoàn thành nó. Tôi vẫn còn nhớ những cái cảm giác khi mà tôi chơi các môn thể thao ở trong trường học. Cảm giác chiến thắng, chúng ta đã làm được. Cũng như vậy trong kinh doanh này, khi mà bạn đạt paysetter, bạn bảo trợ được 2 tuyến dưới trực tiếp. Đó là phần thưởng đầu tiên và cơ bản nhất. Và ngày đó, bạn sẽ tự cảm thấy hài lòng về chính bạn. Và nó sẽ trở nên tốt hơn và tốt hơn nhiều khi bạn tiến đến những nấc thang thành công cao hơn trong kinh doanh của chúng ta. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về chính mình và rất nhiều người sẽ nói với bạn đó là phần tuyệt vời nhất của thành công. Vâng, vâng, bạn biết đã làm gì. Tất cả những gì đến cùng với nó đều rất tuyệt vời. Nhưng bạn biết rằng bạn đã làm được bởi bạn vượt lên trên sự tầm thường, trở thành một con người đặc biệt nào đó. Ồ, các bạn ơi, những điều cơ bản này là những nội dung đào tạo tôi muốn bạn hiểu ngày hôm nay về lãnh đạo. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành lãnh đạo. Bạn chỉ cần làm theo những nguyên tắc cơ bản mà chúng ta thảo luận. Hãy ghi nhớ những điều này, chụp lại những điều ghi chép mà bạn có, lấy điện thoại ra chụp lại, hoặc bằng bất kỳ cách nào các bạn có thể lưu lại nó ở bằng một cái phương tiện nào đó. Trên Facebook, trên Zalo, bạn có những kiến thức này, nó sẽ giúp bạn phát triển tới vị trí mà ở đó bạn sẽ có thành công cho bạn và gia đình. Hãy ghi nhớ nó trong tâm trí của bạn rằng tất cả mọi người đều có thể làm được. Lãnh đạo là trở thành hình mẫu, họ làm đầu tiên và sau đó mọi người sẽ theo họ. Họ sẽ nhận trách nhiệm để làm đầu tiên, họ tham dự hội thảo đúng giờ, không đến muộn. Có những người đến muộn, tất cả những người mà bạn mời họ tới, họ đến muộn, họ mất phần đầu tiên, họ mất đi hy vọng. Họ mất đi bối cảnh mà chúng ta đang cố gắng hướng dẫn và nó trở thành vô nghĩa. Hãy đúng giờ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên ở Philippines. Văn hóa ở đó là đến muộn. Khi chúng tôi bắt đầu buổi hội thảo, mọi người thường đến muộn khoảng 30 đến 45 phút. Và chúng tôi phải thảo luận nghiêm túc với một số người về điều đó. Và ngay khi đó, một giáo sư của Philippines đã viết một bài luận về điều này. Tại sao rất nhiều người Philippines không thể tiến lên trong cuộc đời? Vì họ luôn muộn giờ, chẳng bao giờ đúng giờ cả. Tôi tự hào về bản thân luôn đúng giờ. Tôi chẳng quan tâm đó là sự kiện gì. Tôi luôn tự cam kết với mình rằng thà sớm còn hơn là muộn. Và đôi khi nó xảy ra bởi vì bạn muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không muộn. Ồ, các bạn ơi, đó là những chia sẻ của ngày hôm nay.